Chào cô chú và anh chị nha. Lại là em Hương đây. Rất vui gặp lại cô chú anh chị mình trên kênh Nhà Xịn Bình Chánh ha. Thì hôm nay em Hương lại tiếp tục như lời hứa. Thì hồi lúc trước em Hương đã review cho cô chú anh chị mình là hai cái mẫu nhà này rồi. Nhà này thì đã hoàn công rồi, nằm ngay là ngay trung tâm thị trấn luôn cô chú anh chị ha. Thì hồi lúc trước thì em Hương review là nhà là nó đang hoàn thiện từ từ, đang vô nội thất. Còn bây giờ em Hương quay lại đó là nhà mình đã full nội thất đầy đủ hết trơn rồi cô chú anh chị mình ha. Giờ em Hương được xin phép là mình giới thiệu sơ lại chi tiết về cái đường xá để cô chú anh chị mình có thể về đây trải nghiệm thực tế về cái mẫu nhà này. Xong rồi em Hương sẽ vào trong quay cụ thể hơn cho cô chú anh chị mình ha. Thì hiện tại là em Hương đang đứng là trên con đường là đây là đường thông hai hướng luôn cô chú anh chị. Thì đây là nằm ngay chỗ thị trấn huyện Cần Ruột cô chú anh chị mình ha. Nhà của mình là thuộc về là Cần Ruột Long An. Diện tích của nó ngang là 5, dài thì tận 17 lận, sổ hồng riêng, nhà đã hoàn công rồi luôn. Giá tổng sẽ không phát sinh thêm luôn cô chú anh chị mình nha, là chỉ có là 2 tỷ 350 triệu thôi. Nó một cái giá rất là mềm luôn. Cô chú anh chị mình tìm đâu ra một cái giá như thế mà nằm ngay địa hình ngay trung tâm thị trấn luôn, một khu dân cư ở rất là đắc địa luôn cô chú anh chị ha. Đường thông nữa nè, xe hơ, xe tải có thể di chuyển vào bên trong ngôi nhà mình luôn. Để không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình, giờ thì em Hương sẽ tiến vào trong để cho cô chú anh chị mình thám phá sơ chi tiết hơn về cái mẫu nhà này luôn. Thì đây thì vẫn còn là hai căn cho cô chú anh chị mình có hai sự lựa chọn luôn ha. Thiết kế theo một cái kiểu châu Âu của hiện đại của năm 2022 vừa qua cô chú anh chị. Cái mẫu này rất là ưa thịnh luôn. Và bước vào trong thì bên đơn vị của em Hương sẽ làm cho cô chú anh chị mình là một lớp cửa bảo vệ bằng 4 cánh sơn tĩnh điện màu đen xám của chú anh chị mình ha. Nhìn cái màu cũng rất là sang trọng nữa. Cửa thì mình di chuyển rất là nặng tay luôn. Và ở đây thì mình làm cho mình một cái trụ cột bắc ngang qua một cái cây. Thì mình vẫn gắn sẵn cho mình là cái hệ thống là đèn led rồi. Mỗi khi mà buổi tối của chú anh chị mình dây về đây á, mình sở hữu, mình mở những cái đèn lên thì ngôi nhà mình nhìn nó rất là sang trọng luôn cô chú anh chị ha. Và đây là nhà mình á, thì là có hướng đông. Đó, cô chú anh chị nào đang tìm nhà hướng đông thì mình có thể về đây mình trải nghiệm thực tế hơn về cái mẫu nhà này luôn cô chú anh chị. Thì ở đây bên đơn vị của em Hương á, thì người ta làm cho mình là hai cái trụ cột bên nhỏ. Về thì gia đình mình có thể là mình trang trí thêm những cây tre, cây trúc, cây hồng tùy theo gia đình mình thôi. Mình cứ việc bón phân vô rồi mình trồng lên thôi cô chú anh chị mình ha. Có hai bóng đèn nhỏ rất là dễ thương luôn. Ở đây thì bên đơn vị của em Hương á, người ta đã vô điện nước chính thức hết rồi cô chú anh chị mình nha. Và lắp đặt sẵn cho mình hết là những các hệ thống nè, camera an ninh. Ở đây là có sẵn cái camera cho cô chú anh chị mình luôn. Bảo vệ ngôi nhà của mình rất là an toàn cô chú anh chị mình ha. Và bước vào trong nữa sẽ là lớp cửa 4 cánh sơn tĩnh điện và kính cường lực rất là dày dặn luôn cô chú anh chị. Về đây á, cô chú anh chị mình muốn cái ngôi nhà của mình á, nó được an toàn thêm. Thì về thì bên đơn vị của em á, thì đã che hàng rào bao bít hết cái ngôi nhà rồi. Mình cứ về mình cứ việc á, là mình che một cái mái hiên đưa ra cô chú anh chị. Nó để che nắng che mưa cho ngôi nhà của mình luôn. Và cái sân của mình á, là cái sân đậu ô tô được cô chú anh chị mình ha. Cái sân này tầm khoảng 4m, 4m2 cô chú anh chị. Mình đậu xe ô tô rất là sướng luôn cô chú anh chị. Bên hông á vẫn còn chỗ trống cho mình đậu những chiếc xe máy luôn cô chú anh chị mình nha. Vào bước vào trong nữa thì nội thất bên trong đây á, thì bên đơn vị của em Hương á, thì đã vào chính thức hết cho mình. Chỉ còn thiếu cho cô chú anh chị mình là một cái tivi 55 inch thôi cô chú anh chị nha. Mà khi cái tivi 55 inch á, thì trước mắt thì bên đơn vị của em Hương sẽ không lắp đặt vô cho mình. Khi nào mà cô chú anh chị mình về đây sở hữu á, mà mình đã có tivi rồi thì bên đơn vị của em Hương sẽ bớt lại cái tiền tivi cho cô chú anh chị. Còn nếu như á, mà cô chú anh chị mình á, chưa có thì muốn tặng luôn thì bên đơn vị của em Hương sẽ góp ý là sẽ tặng cho mình là một cái tivi 55 inch của Samsung cô chú anh chị nha. Đó, và bên đây á, thì đã trang bị đầy đủ hết các nội thất cơ bản nè. Mình chỉ cần việc á, mình xách cái vali vào mình ở thôi, không cần phải mua gì thêm cô chú anh chị mình ha. Đó, đây là một bộ ghế sofa rất là cao cấp luôn cô chú anh chị. Ở giữa mình là sẽ có một cái bàn nhỏ nhìn rất là dễ thương. Cộng thêm cho mình là một cái chậu bông nè. Đó, bông lan nhìn rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đó, màu tím mộng mơ luôn nha. Và kế bên đây thì đã có sẵn cho mình là một cái kệ để cho mình đựng một cái chiếc tivi ở đây. Tường thì bên đơn vị của Hương vẫn ốp BNC cho cô chú anh chị ha. Khi mà mình bước vào bên trong ngôi nhà, mình nhìn ngôi nhà của mình rất là sang trọng và bắt mắt luôn cô chú anh chị.
Và tường bên đây á thì mình cũng đã tô, mình tô một cái màu á là 3D cô chú anh chị ha. Nhìn cái màu nó cũng rất là dễ thương đấy nè. Và kế bên thì người ta đã lắp đặt sẵn cho mình là cái bao bóng đèn, nên khi mà mình bước vào bên trong ngôi nhà, mà khi mà buổi chiều tối á mình mở đèn lên thì ngôi nhà của mình rất là đẹp, tôn vinh cái vẻ đẹp của ngôi nhà mình luôn. Và trần của mình á là trần thạch cao nguyên khói dược hợp nha. Hệ thống đèn led đã nói khắp dài hết cái nhà cho cô chú anh chị mình rồi, nên khi về đây mình ở á, đây là điện nước đèn nào đã đầy đủ hết, mình cũng không có e ngại về những cái vấn đề đó cô chú anh chị nha. Và điện nước là của nhà nước 100% cô chú anh chị. Và nhà mình thì cũng đã hoàn công rồi luôn. Thì ở đây không, bên đơn vị của Hương là làm cho mình một cái nhà là một cái không gian mở ha, mình xuyên suốt luôn đó, nên cầu thang á, thì mình ướp vào bên tường để không có chiếm không gian của mình. Thì ở đây thì bên đơn vị của Hương làm cho cô chú anh chị mình là một cái tủ kệ nữa. Cái tủ kệ này thì mình về mình có thể trang trí thêm tùy theo một ý thích của gia đình mình, như là mình có thể đóng một cái kho, mình phải cái kho mà mình đóng một cái kiến, mình đóng lại đây. Còn ngoài trước á, mình có thể là trang trí như là bình rượu nè, bình bông, bình hoa hay gì đó ha, cho ngôi nhà phòng khách của mình nó được đẹp hơn và sinh động hơn luôn cô chú anh chị. Và đây là tủ bếp của mình nè, tủ trên và tủ dưới vẫn đầy đủ hết tất cả tiện bi nghi cơ bản cho cô chú anh chị mình ha. Ở đây thì mình đựng chén bát là rất là rộng rãi luôn đó. Tủ trên tủ dưới màu trắng nè, và nhựa đây là nhựa BNC cô chú anh chị mình ha, chống cháy nhiệt cháy nổ theo thời gian luôn. Ướp cái màu á mình nhìn nó cũng rất là đẹp nữa cô chú anh chị nha. Và gạch đây nè, thì cô chú anh chị mình cũng có thể quan sát rồi, gạch bếp của mình là gạch bếp đá mắc bồ và bồn inox 304 chống rỉ sét cô chú anh chị. Thì như cái ngôi nhà này á, thì bên đơn vị em Hương sẽ tặng cho mình full nội thất. Và ngôi nhà mình với một cái diện tích là ngang á, 5 dài tận 17 lận, và có 3 phòng ngủ và 1 phòng thờ. Nhưng mà mỗi cái phòng ngủ á, thì bên đơn vị em Hương đều tặng cho cô chú anh chị mình là một cái máy lạnh nè, và một cái giường và một cái tủ cô chú anh chị mình ha. Tổng cộng là mỗi phòng đều có 3 món cho cô chú anh chị mình luôn. Về thì mình chỉ cần việc là mình dọn đồ rồi mình ở thôi. Đó, đây là cái phòng đầu tiên nè, nằm ở phía bên dưới, rất thích hợp cho đình mình, những thành viên đông người mình ở luôn. Thì như có hồi một tháng trước thì em Hương cũng đã review rồi, nhưng mà chưa có vô nội thất đủ. Nhưng bây giờ thì đã đủ full hết cho cô chú anh chị mình rồi. Đó, tủ của mình nè, đây là tủ, cũng tủ tốt cho cô chú anh chị. Chất liệu này, chất liệu bằng nhựa rất là tốt luôn, và cao cấp luôn cô chú anh chị nhé. Cao cấp luôn cô chú anh chị. Có cho mình một cái máy lạnh nữa, và kế bên mình sẽ có một cái cửa sổ nữa. Ngôi phòng này rất thích hợp cho gia đình mình, có thành viên từ 4 đến 6 người mình ở luôn cô chú anh chị. Như là cái phòng này là có phòng ở dưới nè, thì rất thích hợp cho gia đình mình á. Có người lớn tuổi, ông ba, mình có thể tận dụng cái phòng này luôn. Và kế bên đây là sẽ có một cái giòi, có một cái ô nhỏ để cho mình rửa chén, rửa bát nè cô chú anh chị. Đây thì cửa sổ rất là thoáng và mát luôn. Wow, một cái nhà vệ sinh thì vẫn trang bị hết thiết bị tiện nghi, như là bồn cầu nguyên khói, lavabo, giò sen, giò xịt rồi cô chú anh chị mình ha. Được cái là bên đơn vị của em sẽ tặng cho cô chú anh chị mình một cái máy nước nóng lạnh. Từ nhà mình thì có 2 nhà vệ sinh, thì bên đơn vị của em Hương lắp đặt mỗi phòng, mỗi nhà vệ sinh sẽ đều có một cái máy nước nóng cô chú anh chị mình ha. Nè, thì rất nhắc lại luôn là nhà mình nằm trên là ngay trung tâm thị trấn huyện Cần Ruột cô chú anh chị mình ha. Ngay trung tâm luôn, một trung tâm khu dân cư ở rất là đông đúc và đắc địa rồi cô chú anh chị. Một vị trí rất là đẹp nữa. Và nhà mình thì là sổ hồng riêng đã hoàn công rồi luôn ha. Có giấy phép xây dựng nè, bản vẽ thiết kế đầy đủ hết cho cô chú anh chị mình luôn. Và giá tổng của nó là chỉ có là 2 tỷ 350 triệu thôi cô chú anh chị, sẽ không phát sinh thêm một đồng nào luôn nha. Giờ thì cô chú anh chị mình di chuyển cùng em Hương, mình tiến lên tầng trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Và khi bước lên tầng trên á, thì bên đơn vị em Hương làm cho mình là cái tay cầm bằng gỗ nè, và cái mặt kính là kính cường lực cô chú anh chị. Và kế bên mình sẽ có một cái cửa sổ nữa bằng nhôm sinh pha và kính cường lực rất là chắc chắn và dày dặn nha. Giờ thì cô chú anh chị mình di chuyển cùng em Hương ạ. Dạ cô chú anh chị thân mến, hiện tại thì em Hương cũng đã có mặt ở trên tầng 1 của gia đình mình rồi. Và em Hương cũng sẽ nhắc lại luôn là nhà mình với một cái diện tích là ngang 5,
dài thì tận 17 lần sổ hồng riêng. Nhà mình thì đã hoàn công rồi, tặng full nội thất hết cho cô chú anh chị mình luôn ha. Và giá thì chỉ có là 2 tỷ 350 triệu thôi. Cái giá này là cái giá của sát chủ đầu tư gửi đến cho cô chú anh chị mình một cái giá rất là mềm luôn cô chú anh chị mình ha. Thì bên em Hương là làm việc sát chủ đầu tư nên giá cả hợp lý và rẻ hơn thị trường rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Nên khi mà cô chú anh chị mình về bên nhà xịn Bình Chánh để mình xem nhà, mình mua nhà và mình trải nghiệm thì mong rằng mà khi mà cô chú anh chị mình thích thì bên đơn vị của em là chỉ bất lọc cho mình thôi, không có thương lượng nhiều đâu. Mong là cô chú anh chị mình thông cảm cho bên đơn vị của em Hương nha. Tại vì đây là một cái giá mình đã làm sát chủ rồi cô chú anh chị ha. Đó, và đây nè là cái phòng ở trên lầu. Thì bên đơn vị của em thì hồi nãy em cũng đã nói là sẽ tặng cho mình là tủ và giường và thêm một cái máy lạnh đó cô chú anh chị. Nên về đây thì cô chú anh chị mình cứ việc là mình dọn quần áo và mình ở thôi, mình không cần phải mua sắm bất cứ gì thêm hết đó cô chú anh chị. Tủ cũng rộng lắm, cũng bự lắm. Tủ này là tủ khoảng 1m6 cô chú anh chị mình ha. Cái phòng trên đây thì rất là lớn luôn. Cửa của mình thì là cửa chống cháy nhiệt theo thời gian của chú anh chị đó, xài rất là êm luôn. Ở đây thì mình có một cái nhà vệ sinh đó, thì bên đơn vị của em làm ở phía sau nhà cho gia đình mình dễ sinh hoạt nữa. Có cửa sổ, phòng nào thì mình cũng có cửa sổ hết. Và đường của mình là đường thông hai hướng nữa, mình di chuyển hướng nào cũng được cô chú anh chị. Ở đây là cái nhà vệ sinh ở trên lầu của mình. Thì ngôi nhà này mình có thể di chuyển hai hướng. Một là mình có thể là di chuyển đường quốc lộ 50 mình vào bên trong ngôi nhà mình. Ở hai thì mình cũng có thể là mình di chuyển đường quốc lộ 1A nha cô chú anh chị. Nó một cái nhà mà đủ tiện nghi nè, tiện ích xung quanh nè và đường đi thuận tiện nữa, thì cô chú anh chị mình tìm đâu ra một cái căn nhà như thế mà đã hoàn công rồi mà giá của nó thì chỉ có là 2 tỷ 350 triệu thôi cô chú anh chị, mà được có cái full nội thất mà tủ hoặc là giường hoặc là tivi hay là ghế sofa hay là máy lạnh đó đều là hàng cao cấp không cô chú anh chị mình ha. Cô chú anh chị mình thông tin thì mình có thể về đây mình trải nghiệm thực tế luôn. Em Hương báo là báo một cái giá tổng sẽ không phát sinh thêm nha cô chú anh chị, nên khi làm việc với em Hương thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm luôn. Với lại bên em Hương có rất là nhiều mẫu nhà giá cả hợp lý và đa dạng lắm cô chú anh chị, từng vài trăm triệu cho đến vài tỷ, cả chục tỷ cho cô chú anh chị mình luôn. Có nhiều sự lựa chọn, mình làm công nhân thu nhập ít mình cũng có thể mua được các những mẫu nhà theo ý của mình cô chú anh chị ha. Thì ngôi nhà này ở đây là cái không gian thờ cô chú anh chị. Đó, nhà nào thì mình cũng phải có thờ ông bà tổ tiên mà ha, có kiêng có cự có lành cô chú anh chị đó, nên mình phải làm một cái phòng riêng để cho mình thờ ông bà tổ tiên đó. Ngôi nhà này thì mình có thể vay ngân hàng được nha cô chú anh chị. Ở ngôi này thì mình có thể vay ngân hàng khoảng 1,5 tỷ đó. Mình chỉ cần chứng minh thu nhập tốt thì mình có thể vay giá cao rồi cô chú anh chị nha. Ở đây thì đường thông hai hướng, dân cư ở đây thì ở rất là đông đúc và sầm khuất rồi. Về đây ở thì cô chú anh chị mình cứ việc yên tâm luôn, mình không có e ngại hay mình sợ một cái việc gì đó. Hoặc là thường á thì người ta hay mua nhà là cái ưu điểm người ta tìm á là nhà có thuận tiện công việc người ta đi làm hay không, tới lui hay không, dân cư ở có đông đúc hay không, có gần chợ búa hoặc là tiện ích xung quanh để cho con cái người ta di chuyển tiện lợi hay không đó. Và ngôi nhà của mình á nằm trong một cái khu gì, có an ninh hay không, thì em Hương cam đoan với cô chú anh chị mình đây là một ngôi nhà đủ hết tiện nghi cho cô chú anh chị mình luôn và giá cả hợp lý hợp tình để phục vụ đến cô chú anh chị mình ha. Ở đây thì tầm giá này mà kiếm một cái nhà mà hoàn công rồi nữa đó, và có bản giá thiết kế giấy phép xây dựng mà full nội thất thì là sẽ không có căn thứ hai đâu cô chú anh chị. Phải nói là sẽ không có căn thứ ba cô chú anh chị ha. Tại ở đây thì bên đơn vị em Hương xây tới tận 2 căn lận đó, nên mình phải nói là sẽ không có căn thứ ba cô chú anh chị mình ha. Giá tầm này luôn, vị trí đẹp, khu dân cư đông đúc, đường thông hai hướng, di chuyển rất là tiện luôn. Và giờ thì em Hương xin nhắc lại là nhà mình là có là hướng đông đó. Những cô chú anh chị nào đang tìm nhà hướng đông thì mình có thể tham khảo sơ về cái mẫu nhà này luôn. Ở thị trường ở đây thì bây giờ nói chung là
người ta thường nói là thị trường bây giờ đang đứng. Ờ thì đúng rồi, đứng thì có đứng thiệt cô chú anh chị, nhưng mà sẽ không bao giờ mà giá của nó xuống đâu cô chú anh chị mình ha. Thời điểm này là mình mua nhà rất là tiện luôn cô chú anh chị, giá cả nó còn rất là rẻ. Nếu mà qua sang năm, cái thị trường, cái môi trường của nó, bên bất động sản của nó sẽ ổn định thì giá cả của nó sẽ lên lại, thì em Hương bảo đảm là sẽ không có giá này để cho cô chú anh chị mình đâu ha. Nên cô chú anh chị mình cứ cân nhắc, rồi cứ có thắc mắc gì thì mình cứ liên hệ trực tiếp với em Hương với số điện thoại trên màn hình. Lúc đó em Hương sẽ tư vấn tận tình hơn và gỡ thông tin chính xác hơn cho cô chú anh chị mình luôn. Và cô chú anh chị mình xem đến đây thì thương em Hương, nhớ cho em Hương một lượt đăng ký nha, để mình có thể theo dõi nhiều mẫu nhà giá rẻ mỗi ngày luôn trên bên kênh Nhà Xịn Bình Chánh nha. Giờ thì em Hương xin tổng kết video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.